Chào mừng quý vị đang tới với bản tin 60 giây của Vietnam Plus News. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Lời khai kẻ phân xác phi tang Á Khôi 17 tuổi, phó giám đốc sở xưng mày tao với dân khi đi kiểm tra thực tế. Nhà sản xuất phản hồi gì với việc sửa phim Đất rừng phương Nam? Miền Bắc sắp đón mưa lớn, Iran cảnh báo có hành động phủ đầu với Israel. Thưa quý vị, chiều ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội thông tin về kết quả điều tra ban đầu vụ án gây rúng động dư luận xảy ra tại xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Theo Công an thành phố Hà Nội, nạn nhân là chị HIN, sinh năm 2006 ở phường Ngọc Hà, quận Ba Đình. Theo lời khai của nghi phạm Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại Gia Lâm, Hà Nội, ngày 10 tháng 10, hắn hẹn chị N đến nhà. Khi vào trong phòng khách, Khanh và chị N xảy ra mâu thuẫn, nên Khanh lấy dao nhọn đâm vào ngực chị N và phân xác chị N, rồi cho vào thùng xốp màu trắng, dùng băng dính dán kín lại. Sau đó, Khanh đưa thi thể nạn nhân xuống sông Hồng để phi tang. Đến rạng sáng ngày 13 tháng 10, Khanh một mình quay lại vị trí nơi giấu thi thể của chị N và đổ xi măng phủ lên phía trên để che giấu. Chiều ngày 13 tháng 10, khi biết được thông tin cơ quan công an đã phát hiện thi thể của chị N, Khanh đi xe khách bỏ trốn về Thái Bình. Đến khoảng 23 giờ ngày 14 tháng 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Gia Lâm phát hiện, bắt giữ Tạ Duy Khanh khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà riêng ở huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Ngày 17 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình cho hay đang xử lý thông tin ông Nguyễn Tiến Đê, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình, bị người dân tố có những phát ngôn thiếu chuẩn mực khi thực thi nhiệm vụ. Thông tin ban đầu, clip được camera an ninh của gia đình chị Nguyễn Thị Tê, huyện Nho Quan, Ninh Bình, ghi lại cảnh ông Đê là Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình xưng mày tao với người dân khoảng 10 giờ sáng ngày 6 tháng 9. Tại thời điểm ông Đê nói mày tao với người dân, có rất nhiều cán bộ địa phương, cơ quan chức năng liên quan đang xác minh hiện trạng nhà chị Tê do bị nứt do khai thác đá. Sáng ngày 17 tháng 10, nhà đồng sản xuất phim Đất rừng phương Nam là công ty cổ phần Thiên Ngân Classy Studio đã gửi thông báo về 3 sự chỉnh sửa trong phim sau khi có phản ứng từ dư luận. Thứ nhất, dòng chữ lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi và bộ phim Đất phương Nam được đưa lên đầu phim. Thứ hai, phim được bổ sung thêm nội dung cho câu giới thiệu Hành trình vẫn còn phía trước thành hết phần 1, Hành trình vẫn còn phía trước. Sự điều chỉnh này nhằm khẳng định rõ hơn dự định của nhà sản xuất cho phần 2 kể về hành trình của nhân vật An trong tương lai. Thứ ba, điều chỉnh cụm từ Nghĩa Hòa Đoàn thành Nam Hòa Đoàn, Thiên Địa Hội thành Chính Nghĩa Hội trong tất cả các câu thoại liên quan tới hai cụm từ này trong phim. Theo đơn vị này, các tình tiết phim liên quan tới hai cụm từ trên đều là những tình tiết hư cấu, được lấy cảm hứng từ các sự kiện trong lịch sử. Việc chỉnh sửa này nhằm tránh mọi liên tưởng không đúng. Phía Galaxy Studio khẳng định, những chỉnh sửa nêu trên không làm thay đổi nội dung của bộ phim. Bản phim sau chỉnh sửa đã được trình lên Cục Điện ảnh theo đúng quy định của pháp luật và đã được chiếu cho khán giả ở rạp từ ngày hôm qua, ngày 16 tháng 10. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin về vùng áp thấp trên Biển Đông. Dự báo trong 20 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, mưa lớn đang mở rộng ra phía Bắc, Thanh Hóa và các tỉnh miền Bắc từ sáng ngày 18 tháng 10. Bắt đầu có mưa rào và dông rải rác ở vùng ven biển, cục bộ có mưa to đến mưa lớn. Từ 19 tới ngày 21 tháng 10, miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Trước khi đón mưa dông ngày hôm nay, miền Bắc duy trì thời tiết nắng nóng, không mưa, nhiệt độ cao nhất là 29-32 độ, có nơi trên 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất là 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Theo tờ The Guardian ngày 17 tháng 10, trong một chương trình phát sóng trực tiếp truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradorlahian cảnh báo rằng có thể sẽ có hành động phủ đầu nhằm Israel diễn ra trong những giờ tới. Cảnh báo này cho thấy khả năng leo thang xung đột, tổ chức theo dõi nhân quyền đã cáo buộc Israel sử dụng đạn phốt pho trắng trong các hoạt động quân sự ở Gaza và Liban trong tuần trước. Israel đã phủ nhận việc sử dụng phốt pho trắng. Cộng đồng quốc tế lo ngại leo thang xung đột giữa lực lượng Hezbollah và quân đội Israel.
Trong khi đó, Israel bắt đầu sơ tán hàng nghìn người dân tại 28 địa điểm ở phía Bắc trong những cuộc đụng độ biên giới này. Thông báo sơ tán được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng leo thang giữa quân đội, phong trào Hồi giáo Hamas và dải Gaza.